Vâng, và sau đây em mời các bác xem một con ly đến từ Đức, đó là em con ly đua ngày 6. Con này thì công suất khỏe các bác 300 350V, 220V, tại vì hàng châu Âu nên là sử dụng điện 220. Công suất của nó là ở hai kênh là 120W một kênh này. Made in Germany. Thì sau đây em mời các bác xem kỹ thuật cũng như là một con ly Đức nó sẽ như thế nào. Thì Đức rất là nổi tiếng về công nghệ luyện kim và những cái sản phẩm đến từ Đức nó cực kỳ là chất lượng. Tuy công suất khỏe nhưng mà trang bị tới 3 cầu loa, đường tín hiệu đầu vào, tuner, phono là những cái rack mà sử dụng cho Omly Đức này. Máy rất là mới nha. Cái máy này các bác chỉ cần vặn ba ốc này, ba ốc dưới này chúng ta cứ rút ra là xem được phía trên và phía dưới của sản phẩm. Tí nữa các bác mở các bác cùng xem nha. Nãy em giới thiệu con này rồi, con này giá 10 triệu nha các bác. Các bác nào mà đang chơi loa châu Âu hoặc là một con loa Đức nào á, đang tìm một con ly Đức như thế này thì liên hệ cho em. Con này rất là xuất sắc và đẹp, trưng bày đẹp. Made in Germany. Có lô nét chỉnh bass chép cho từng vế này các bác, chỉnh bass chép cho từng vế nha. Ba cầu loa đầy đủ hết tất cả các tính năng, không thiếu gì hết. Máy rất nặng. Đặc trưng máy này chạy sò nhôm nha các bác, chạy sò nhôm nha, chạy sò nhôm. Rồi em sẽ tháo hai cái nắp dưới trên để các bác cùng xem. 10 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào chốt thì cứ alo cho em chính hai số điện thoại trên. Đây là phần trên của con Omly. Nó chạy tăng phô như những con đại Mỹ các bác, như sản phẩm Mỹ. Bọc bên này hai cái tụ nhôm nguồn. Và là phần socket 2, 4, 6, 8, 10, 12. Và bốn sò chính là sò nhôm Motorola 25 đây. Đấy, có thể bốn sò này chứ có câu một cái dây. Đấy, không biết làm cái gì. Bốn sò nhôm Motorola, tụ nguồn nhôm tăng phô. Rồi xem phía dưới. Vâng, đây là phía dưới. Các bác sẽ thấy dây chèn chịt và những con IC. Và thấy được hai cái tụ. Và đây là hai con sò nhôm phía dưới. Đấy. Tổng quan. Đấy. Bác nào chốt con Omly Đức này thì alo cho em nha. Giá 10 triệu bao gồm phí ship nha các bác.